Thưa vị, tuần qua, công ty đường ống khí Nam Công Sơn, công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa tổ chức triển khai chương trình bảo vệ an ninh an toàn đường ống khí bờ năm 2019. Tham dự buổi tuyên truyền là những người dân đang sinh sống có cơ sở sản xuất, chủ sở hữu đất canh tác nằm cạnh hành lang an toàn đường ống khí tại địa bàn phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa. Tại đây, người dân đã được phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ an ninh an toàn dầu khí, trong đó nhấn mạnh các hành động tuyệt đối cấm nhằm bảo vệ an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ công trình khí như không được đào bới đất trong khu vực hành lang đường ống dẫn khí, không đốt cỏ rác, lấn chiếm hành lang, tụ tập buôn bán trên hành lang an toàn đường ống khí. Ngoài ra, người dân còn được giải đáp những thắc mắc liên quan đến những quy định này, những vấn đề phát sinh thực tế khi sinh sống và sản xuất gần hành lang đường ống khí, góp phần đảm bảo tốt công tác an ninh an toàn trên địa bàn. Chương trình truyền thông bảo vệ an ninh an toàn đường ống khí sẽ tiếp tục được triển khai tại địa bàn 17 khu phố, ấp và trụ sở Ủy ban nhân dân 6 xã, phường dọc đường ống khí thuộc huyện Long Điền, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ trong thời gian tới.